khắc của Nhật. Đá lớn rồi. Đá mới kìa chà băng rồi. Đá lớn nha. Xe nâng bình hơi. Này tận dụng cái bình. Tận dụng cái bình. Xe nâng. Ủa. Phát triển. 220 nè. 50 hạt là 200 kW rồi. 2,5 kg nè. Xe nâng quá trời. Xe nâng đội mang cái. Phát triển. Máy này khách là tận dụng là lốp xe. Ở đây là cân rác cực rẻ các bạn, cân rất là rẻ luôn nha. Đây uống sắt ở đây cân rất là rẻ nha, khách nào cần gì đây liên hệ mình.